đề rất là dễ thương cho buổi tối hôm nay, đó là đêm hội tụ yêu thương. Vậy thì các anh chị có sẵn sàng để chúng ta cùng nói với nhau là yêu thương không ạ? Các chị ơi, các chị à, dạ các chị ơi. Cũng rất dễ thương, bài hát được mang tên đó là